Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria kia mình và chúng ta cùng nhau khám phá tiếp phiên bản OB29 nha. Ok, ở trong phiên bản OB29 thì sẽ có một số nhân vật được cập nhật cũng như là sẽ được tăng thêm sức mạnh một chút. Giống như phiên bản trước thì chúng ta có 3 con nhân vật được tăng sức mạnh, còn trong khi đó thì ở trong phiên bản OB27 chúng ta có tới 8 nhân vật được tăng sức mạnh. Thì ở trong phiên bản này sẽ có một số nhân vật được tăng sức mạnh. Nhân vật đầu tiên mà chúng ta sẽ tăng sức mạnh đó sẽ là nhân vật Luqueta, mấy con trai này nó sắp bay màu rồi anh em ạ. Và Luqueta sẽ nhân vật đầu tiên tăng sức mạnh. Bây giờ thì Luqueta số lượng máu tối đa có thể tăng thêm đó là 50 thay vì 35 giống như phiên bản cũ. Ở trong phiên bản này thì khi mà Luqueta hạ gục được mỗi người thì sẽ được tăng thêm tối đa là 25 máu, tức là chỉ cần hạ 2 người sẽ đạt mức tối đa ngay. Nhân vật tiếp theo mà chúng ta sẽ được tăng sức mạnh đó là nhân vật Amaro. Tôi thấy Amaro khỏe hãi trưởng rồi, không hiểu sao bên Ghana vẫn tăng sức mạnh cho Amaro. Đấy, nhân vật Amaro của chúng ta ấy, thì kỹ năng của nó sẽ được tăng thêm từ 16% sát thương tối đa lên thành 20% sát thương tối đa, và tầm nổ thì vẫn sẽ tăng thêm là 10m. Đấy, tầm nổ vẫn sẽ tăng thêm là 10%, chính xác là tăng thêm 10%, trong khi sát thương sẽ được tăng thêm là 20%. Và bình thường thì tăng lên 16% của Amaro đã to phải trưởng rồi, không hiểu sao bây giờ vẫn còn cố tăng lên thêm thành 20%, chắc là tăng lên cho nó tròn anh em ạ. Và Amaro sẽ nhân vật cực mạnh ở trong phiên bản OB29 nhá. Đấy, chả hiểu kiểu gì Amaro đã khỏe rồi lại còn tăng thêm sức mạnh nữa, chả hiểu kiểu gì anh em ạ. Ở phiên bản cũ ở trước đây chúng ta sẽ chỉ có đó là 10% tầm nổ cũng như phạm vi sát thương 10% và sát thương vũ khí nổ là 16% là tối đa. Chả hiểu sao phiên bản này tăng hẳn đến 20%, 4% nó là cả vấn đề đấy. Nhiều khi thêm bởi vì là một quả lựu sát thương nó lên tới mấy trăm, thì khi mà 4% của một quả lựu thì nó phải gọi là ối rồi ôi luôn. Đấy, ở trong phiên bản này thì có tin đồn cho rằng nhân vật Jota sẽ được tăng sức mạnh, tuy nhiên hiện tại trong game chưa hoàn toàn chưa có Jota. Bên Ana vẻ như họ xóa mất con Jota ra khỏi phiên bản thử nghiệm này rồi, thế nên là mình chưa thể có con Jota nha anh em nhé. Nhưng mà mình nghĩ là con Jota nó sẽ tăng sức mạnh ấy, và đó là lý do vì sao bên Ana Free Fire họ chưa đưa vào trong phiên bản OB29 thử nghiệm này. Một số nhân vật khác thì cũng không được tăng sức mạnh lên hay là không được thay đổi gì. Đấy, một số con như A124, Raphael hay là Hayato, những phiên bản trước đã được tăng sức mạnh rồi. Thêm một nhân vật nữa được tăng sức mạnh đó là Shani. Thì Shani phiên bản trước chúng ta mỗi khi giết địch được tăng thêm tối đa 20 độ bền, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ tăng tới 65% độ bền nha anh em nhá. Tức là bây giờ chúng ta bạn cứ giết, bạn cứ hạ được một người phát thì áo giáp bạn lên cấp ngay. Hồi trước thì nó sẽ sửa đó là 20 điểm độ bền, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ sửa tới 65 điểm độ bền. Đấy, tức là khi mà chúng ta vừa hạ một đối thủ thì nó sẽ tăng vụt vụt ngay. Đấy, nó tăng lên vãi trưởng luôn. Thì đấy là một số nhân vật mà chúng ta sẽ được cập nhật trong phiên bản này. Còn Moco thì trong phiên bản này sẽ có đó là lồng tiếng. Đấy, Moco sẽ có lồng tiếng nha anh em nhá. Đấy, Shani bây giờ cũng xịn xò con bò anh em ạ. Shani bây giờ up gọi là nó nâng lên gọi là mắc tầm luôn. Và Shani thì mình nghĩ là thậm chí là nó có thể nâng lên tối đa là giáp cấp 5. Đấy, tối đa là giáp cấp 5 ở đây thì bên Nga nào chưa họ chưa ghi vào đây, nhưng mà theo những gì mà mình đã trải nghiệm đối với nhà Shani này thì sẽ được nâng lên tới cấp 5 đấy, và xịn sò con bò luôn. Quá xịn sò con bò, và mình cũng không biết rõ tại sao bên Ana lại tăng sức mạnh cho Alvaro. Đấy, tăng sức mạnh cho Luqueta thì thực ra 250 máu và 250 máu và 235 máu thì nó không chênh nhau được mấy, nhưng 4% sát thương ở nhân vật Alvaro thì nó là cả vấn đề. Đấy, nó là cả vấn đề. Và ok, nếu mà có thêm nhân vật nào tăng sức mạnh nữa thì mình cũng sẽ báo cho anh em. Một tin buồn cho anh em, Chrono phiên bản này nó chả khác gì phiên bản trước nha anh em nhá. Và Steffi cũng như vậy, không hiểu sao bên Nga nào chưa sửa nhưng mà Steffi ở trong phiên bản này, mặc dù rất nhiều người mong muốn là Steffi sẽ được sửa. Ok, đó là vấn đề thứ nhất về những nhân vật được tăng sức mạnh hay giảm sức mạnh trong phiên bản này. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến vấn đề thứ hai. Ngày hôm qua thì có một số bạn bảo là trong ngày máy bán hàng thì nó có cái chip M4, tại sao tôi chưa test. Lý do vì sao qua tôi chưa test chip M4 là tại vì đây là một vật phẩm mà nó khá là đau đầu. Đấy, ở trong phiên bản này thì nghe nói là chúng ta sẽ có một biến thể của cái M4A1, và thay vì là nhặt được
cái súng đó thì chúng ta sẽ nâng cấp cái súng đó bằng cái chip M4 này. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi mua cái chip M4 và mình tìm một khẩu M4A1 để mình nâng cấp cho anh em nhá, để xem là chúng ta sẽ có cái chip đấy hay không. Ngoài ra trên bản đồ thì nếu như các bạn chơi phiên bản này, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại phụ kiện mới. Đây, chúng ta sẽ có một cái tên là chip M4, và chip này để làm gì? Thì chip này ấy, theo thông tin là vật phẩm dùng để nâng cấp M4A1. Đấy, nghĩa là khi mà chúng ta có M4A1 thì chúng ta dùng cái chip M4 này, nó sẽ nâng M4A1 của chúng ta lên thành một cái phiên bản mới. Đấy, chúng ta sẽ có một cái gọi là siêu súng M4A1, tôi nghĩ là như vậy. Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng hiện tại thì nó không thể dùng cho bất kỳ một cái súng nào khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm cái súng M4A1 đã. Ok, hôm nay mình đang chưa tìm thấy khẩu M4A1 anh em ạ. Và mình sẽ phải đi tìm xem là có thanh niên nào cầm M4A1 đây hay không. Chúng ta sẽ có một số những cái phụ kiện mới. Đầu tiên đó là một cái súng tiểu, một cái nòng riêng dành cho tiểu liên để tăng khả năng xuyên giáp. Cái này thì hôm qua khi mà test bên đoạn B29 thì mình đã test cho anh em trong video kia rồi. Anh em có thể xem lại cho kỹ hơn. Tuy nhiên thì cái độ xuyên giáp mà tăng thêm ấy thì nó sẽ chỉ tăng thêm là 5% thôi nhá anh em nhá. Đấy, theo thông tin mình biết ở bên server nước ngoài thì lượng xuyên giáp tăng lên sẽ chỉ là 5% thôi, cũng không phải là quá nhiều, cũng không phải là quá nhiều. Đấy, thì nói chung nó cũng là một cái mà giúp cho các bạn có một sự lựa chọn, nhưng mà mình nghĩ rằng là cầm nòng 3 nó vẫn ok hơn. Đấy, cầm nòng 3 thì nó vẫn ok hơn cái nòng này, thì mình cũng sẽ cái nòng này nó sẽ hợp với một số những cái khẩu, ví dụ như là P90, những cái khẩu súng mà khả năng xuyên giáp kém. Đấy, chứ còn ví dụ như MP5 này thì thực tế thì MP5 bạn cầm nòng 3 thì bắn nó vẫn là phê. Đấy, nòng 3 bắn nó vẫn gọi là phê pha hơn. Chúng ta sẽ có một cái nòng mới cho shotgun, và nòng này thì theo thông tin mình biết thì nó sẽ tăng khoảng 5% tốc độ bắn cho shotgun nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái chip M4 để mình nâng cấp cái khẩu M4A1 này. Và anh em chuẩn bị xem tôi nâng cấp nha. Anh em chuẩn bị xem tôi nâng cấp nha. Boom, và khẩu M4A1 biến mất luôn. Khẩu M4A1 biến mất luôn. Mà không chỉ biến mất nha, nó còn tạo ra cho tôi một cái vấn đề, một cái lỗi ở đây là tôi sẽ không nhặt được một cái súng nào khác. Đấy, tự nhiên kiểu cái súng nó bị hóa anh súng vô hình ấy, anh em. Nó bị hóa anh súng vô hình ấy. Bây giờ tôi không thể nhặt được cái súng khác. Đấy, anh em thấy không? Đấy, thì cái này nó là một cái vấn đề của server test thôi. Và mình nghĩ là đến khi mà ra server chính thức thì bên nhà nào sẽ sửa lại cái vấn đề này. Mình nghĩ là nó sẽ nâng cấp trở thành khẩu M4A1X hoặc M4A1Y hoặc M4A1Z gì đó, và nó sẽ có sức mạnh hơn so với khẩu M4A1 cũ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình chưa thể nâng cấp được, bởi vì là cái chip M4 này trong game nó đang gặp vấn đề. Đây, bây giờ thì nó ăn luôn cả cái khẩu M4A1 của tôi anh em ạ. Và nó ăn luôn khẩu M4A1 của tôi, anh em thấy có buồn không? Đấy, quá buồn, nó bắn chuồn chuồn luôn, cay thật sự anh em ạ. Và đấy, còn nó thằng nó cắn trộm tôi nữa. Đấy, tôi phải cầm cái súng ở trên của tôi nhá, lắp vào trong cái vị trí của M4A1 để cho cái khẩu M4A1 nó rơi ra thì tôi mới lắp được súng khác. Đấy, thì cái này nó là cái vấn đề của chip M4. Và hiện tại thì mình đoán rằng là M4A1 thì sẽ có một phiên bản siêu to khổng lồ. Đấy, một phiên bản xịn sò siêu to khổng lồ ảo ma Canada anh em ạ. Nhưng hiện tại trong game của chúng ta thì chưa dùng được. Đấy, và các bạn có thể mua chip M4 ở đây với giá 2 xu. Đó, thì đó là cái vấn đề về cái chip M4. Và anh em hôm qua thì cũng có khá thắc mắc về vấn đề chip M4. Ok, nhưng mà còn có một cái nó ảo hơn nữa cơ mà tôi muốn nói với anh em. Đấy là trong phiên bản này ấy, thì chúng ta sẽ có 3 cái đồ mới. Đầu tiên là một cái nòng dành cho tiểu liên, và một cái nòng dành cho shotgun. Nhưng nòng này dành cho shotgun thì chỉ có 2 khẩu shotgun lắp vào nòng thôi. Đó là khẩu Mark 7 cộng thêm với cả khẩu Spart 12. Đó, thì với khẩu Mark 7 thì khi lắp thì nó có xịn hơn hay không? Đấy, anh em thấy không? Tôi cứ nâng cấp khẩu M4A1 thì nó sẽ biến thành một khẩu súng vô hình. Và khi mà nó biến thành khẩu súng vô hình này, tôi không thể nào mà dùng được nó cả. Đấy, anh em thấy khó chịu không? Đấy, tôi không thể nào dùng được cái khẩu đấy. Ảo thật sự ạ. À. Vâng, ảo quá. Vâng, mà với cái vấn đề của cái M4A1 này, tôi nghĩ rằng là bên Anna cũng sẽ sớm sửa thôi. Đấy, bên Anna, anh Anna sửa nhanh lên nhá. Nhưng không biết là họ sẽ có sửa trong phiên bản test này hay không, hay họ sẽ sửa trong phiên bản chính thức. Bởi vì thường là có một số cái phiên bản chính thức họ mới sửa cơ. Đấy, ví dụ như là đợt hồi OB28 phiên bản test ấy, nó cũng có một số những cái vấn đề đấy, mà mãi cho đến khi mà đến ra phiên bản chính thức thì họ lại thay đổi lại. Thế nên là tôi nghĩ là cái này bên Anna họ cũng sẽ đổi lại sau, và nếu mà có đổi gì họ cũng sẽ thông báo sau. Còn ở đây chúng ta có gì chúng ta test nấy thôi. Ok, đó là cái phần về cái chip M4 nha. Ok, chúng ta cùng nhau bàn tiếp đến một vấn đề nữa mà theo mình đánh giá nó rất kinh khủng. Đó là mấy cái nòng. Đầu tiên là cái nòng dành cho khẩu Mark 7, thì anh em biết là khẩu Mark 7 là một khẩu bắn nó rất là nhanh. Đấy, thì bây giờ nếu như mà chúng ta có cái khẩu Mark 7 cộng 2 tốc độ bắn đi, sau này bên Anna ra
khẩu Mark 7 cũng hai tôi bán đi, mà lại cộng thêm với cả cái với cả cái nòng này thì nó bắn phải gọi là ối rồi ôi luôn. Nó bắn phải gọi là căng đét và khét lẹt lẹt anh em ạ. Đây, tôi sẽ đi tìm khẩu Mark 7 cho anh em xem. Tôi đi tìm khẩu Mark 7 và sau đó tôi sẽ test với cái nòng này cho anh em xem. Đâu nhỉ? Và mình đã có nòng chưa? Đây, mình nhặt thêm shotgun để mình đi tìm Mark 7 đã. Tôi phải đi tìm một khẩu Mark 7 anh em ạ. Hy vọng là thanh niên này, thanh niên này cũng không có Mark 7 rồi. Và đi tìm khẩu Mark 7 cũng khó khăn. Không hiểu sao Mark 7 nó khá là hiếm nhá. Nó khá là hiếm. Với khẩu Spartan 12 thì rõ ràng là khi mà lắp vào ấy, hôm qua chúng ta test rồi thì nó bắn nhanh hơn hẳn. Không hiểu sao là cái khẩu Mark 7 nó rất hiếm. Tôi dành cả tuổi thanh xuân đi nhặt cũng chưa thấy Mark 7 đâu. Chưa thấy Mark 7 đâu. Và chúng ta còn một cái đồ nữa là một cái băng đạn mà tăng tốc độ bắn nó súng trường. Thì chúng ta biết súng trường nó là một cái điều gì đấy nó rất kinh khủng. Đây là Mark 7 rồi. Mark 7 rồi. Đấy, ngon lành cành đào đấy, lắp sẵn gọi là cái nòng súng luôn đấy. Ui, bắn nó phải gọi là chóng hết cả mặt đấy. Súng đã bắn nhanh lại còn lắp thêm nòng bắn nhanh nữa, ảo chưa? Đấy, súng đã bắn nhanh lại còn lắp thêm nòng bắn nhanh nữa thì chịu đấy, bó tay chấm com đấy. Ai hà, và lại có đối tượng thử súng rồi. Ui xồi ôi, sấy nó phải cứ gọi là luôn, sấy nó cứ gọi là luôn anh em ạ. Phê không anh em, quá phê độ bắn dê. Quả nòng dành cho shotgun, shotgun lắp được nòng, xịn so con bò thật sự. Shotgun lắp được nòng lại còn nòng tăng tốc độ bắn nữa, shotgun nữa, bây giờ dí chạy đi đâu ạ. Đây, chúng ta sẽ có thêm một cái đồ nữa, đó là cái băng đạn súng trường. Và băng đạn này tăng tốc độ bắn nó súng trường. Cái tăng bao nhiêu tốc độ bắn ấy thì mình có thử test qua ở đây. Đây, mình sẽ bỏ ra nha và mình bắn này. Đó, anh em thấy chưa? Bắn nó M4A1 nha. Khi mình lắp vào nó sẽ bắn nhanh hơn hẳn. Nó sẽ bắn nhanh hơn. Đấy, ui dồi. Và mình nghĩ rằng là cái băng đạn này lắp vào ấy nó sẽ tăng ra một tốc độ bắn. Đấy, thế thì vấn đề là nếu như mà cái băng đạn này tăng một tốc độ bắn chẳng hạn và chúng ta cầm AK rồng xanh cộng 2 tốc độ bắn thì nó sẽ như thế nào? Đấy, anh em thấy nó khủng khiếp không? Nếu như mà chúng ta cầm AK rồng xanh mà chúng ta bắn ấy thì nó sẽ như thế nào? Nó gọi là căng đét và khét là lẹt luôn. Đấy, nó gọi là căng cực luôn. Anh em công nhận không? Nếu như mà nó là băng đạn, hai băng đạn lắp vào này. Đấy, băng đạn. Đấy, thì nó phải gọi là căng đét và khét là lẹt luôn. Đây, ví dụ như mình đang sử dụng AK nha, mình sẽ lắp băng đạn tăng tốc độ bắn này vào. Băng đạn này thì về số lượng đạn ấy nó sẽ tương đương với băng đạn cấp 2. Đấy, nhưng mà nó sẽ cộng thêm cho chúng ta một tốc độ bắn. Cái này tôi chưa có điều kiện đo chính xác bởi vì trong đảo huấn luyện nó chưa có cái phụ kiện này. Tuy nhiên thì về cảm giác bắn nhá thì nó sẽ tăng thêm khoảng một tốc độ bắn. Nghĩa là AK các bạn cầm AK thường thì các bạn sẽ thành AK gọi là như kiểu AK rừng lửa ấy, tăng một tốc độ bắn. Đấy, còn nếu như bạn đang cầm AK gọi là cộng 2 tốc độ bắn thì nó sẽ thành AK cộng 3 tốc độ bắn, thử nghĩa như vậy. Đấy, nó quá phê luôn. Đấy, nó quá phê độ bắn dê. Và cảm giác là AK rồng xanh mà cộng thêm 3 tốc độ bắn ấy thì ối rồi ôi luôn. Đấy, AK rồng xanh bây giờ đã bắn nhanh rồi nhá, lại cộng thêm tốc độ bắn nữa thì các bạn phải công nhận là nó có kinh khủng không? Nó quá kinh khủng luôn, nó quá kinh khủng luôn, nó kinh khủng khiếp dã man. Đấy, anh em thấy không? Bắn mà đạn nó díu vào nhau nhá. Bắn cái này chắc chắn là cộng một tốc độ bắn, tôi tin là như vậy. Cái này chắc chắn cộng một tốc độ bắn. Mặc dù đây tôi bắn không trúng lắm nhưng mà các bạn thấy là cái đam nó díu vào nhau giống như là chúng ta cộng một tốc độ bắn ấy. Đấy, thì cái này không biết là bên Canada có cho ra mắt chính thức hay không, nhưng nếu cho ra mắt chính thức thì chúng ta sẽ rất kinh khủng. Đấy, rất dã man con ngan anh em ạ. Và thực sự thì cái gọi là cái băng đạn súng trường này tôi nghĩ sẽ là một trong thứ cực kỳ kinh khủng ở trong phiên bản OB29 sắp tới. Ok, thì đó là một số những cái tổng kết của mình liên quan đến một số những phụ kiện mới ra mắt trong Canada FIFA, chip M4, nòng súng tiểu liên, nòng súng shotgun và băng đạn bắn nhanh nó súng trường, cũng như là một số cập nhật thông tin về các nhân vật sẽ được tăng sức mạnh trong phiên bản OB29. Cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như anh em đều là đầu tiên đến với kênh của mình, đừng quên lại cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kiến thức lần sau. Bye bye.